Chương 2. Chúa luôn luôn nhậm lời cầu nguyện của các em gái nhỏ. Một người hoài nghi được chữa lành. Bài của Fred Burdick. Fred Burdick là một nhà thầu xây cất tại Foster, California. Gia đình ông cư ngụ tại một trong những thành phố kiểu mẫu đầu tiên của Hoa Kỳ. Ngày ông bị tai nạn tàn phế là lúc ông mới được 23 tuổi. Fran, vợ ông, sinh hạ được hai cô gái nhỏ là Maria, 6 tuổi, và Lisa, 5 tuổi. Trong suốt một tuần lễ, các cô bé cứ luôn luôn hỏi mẹ: "Má ơi, ba phải ngủ mấy lần nữa thì mới lành bệnh hả má?" Chúng nó tin chắc thế nào Chúa cũng chữa lành bệnh cho bố chúng. Và sau đây là lời của Fred thuật lại công việc đã xảy ra cho ông. Chiều hôm ấy, trời lạnh và đầy mây xám. Tòa nhà 4 tầng xây cất đã gần xong và chúng tôi sắp sửa lợp mái. Tôi đứng trên một mẫm tường cao, cách mặt đất 4 tầng lầu, điều khiển nhân công ráp mái nhà tiền chế. Trong lúc đó, một chiếc cần trục khổng lồ đang chuyển vận một phần chiếc mái lên cao cho thợ lắp vào chỗ. Lần theo tường cao, tôi khom mình xuống để đóng một cây đà. Thình lình, phần mái nhà tuột khỏi chiếc cần trục, rơi đập ngay vào ngang thắt lưng tôi. Không ai kịp la lên cho tôi hay cả. Tôi chới với và rơi xuyên qua các đà gỗ của trần nhà xuống sàn bê tông của tầng thứ tư đang xây cất dở dang. Còn chiếc mái lướt bay qua mẫm tường, rơi xuống mặt đất từ trên một độ cao gần 13 thước. Tôi biết tôi đã bị thương nặng. Viên đốc công lúc ấy đứng cạnh tôi và tôi đang ở trong tình trạng bị kích xúc, nên anh ta phải đợi người ta đến nâng tôi dậy. Trong khi người ta đưa tôi xuống lầu theo cầu thang bên trong nhà, tôi cảm thấy người choáng váng và buồn nôn từng cơn. Người ta vội đưa tôi đi bác sĩ. Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm, bác sĩ đã không tiên lượng tình trạng thương tích của tôi. Tôi chỉ mới 23 tuổi và tin rằng thế nào mình cũng thừa sức trở lại làm. Nhưng tôi đã lầm. Cơn đau ngày càng tăng, và 5 ngày sau, tôi phải đến phòng mạch bác sĩ để chiếu điện và thử nghiệm. Bác sĩ lập tức cho tôi vào nằm nhà thương Sequoia ở Redwood City khám nghiệm kỹ lưỡng. Tại bệnh viện, các bác sĩ giải thích về bệnh tình của tôi như sau: "Anh Burdick à, một số bắp thịt và gân ở xương sống của anh bị đứt rời ra. Tình trạng này làm cho một số dây thần kinh bị đè ép mạnh. Sau khi khám nghiệm, nếu không bắt đầu chữa trị ngay từ bây giờ, đôi chân của anh sẽ càng ngày càng bị tê liệt hơn." Vì bị đau đớn quá đỗi, tôi sẵn sàng chấp nhận việc trị liệu của các bác sĩ. Suốt 3 tuần lễ sau đó, các bác sĩ buộc các vật nặng vào chân tôi để kéo cho giãn ra. Chỉ những khi người ta xoa bóp, đắp nóng và tắm nước nóng thì tôi mới được tháo xiềng. Sau đó, bệnh tình tôi có phần thuyên giảm, nên các bác sĩ cho phép tôi đi làm trở lại, nhưng rất hạn chế. Họ dặn tôi không được bê bất cứ vật gì và cũng không được khom lưng lâu quá. Thực ra các bác sĩ không cần lo. Sự đau nhức thường xuyên đủ nhắc nhở tôi những điều đó. Nhưng chỉ vài ngày sau, cơn đau bộc phát trở lại và tôi phải vào bệnh viện. Lần này cứ 4 giờ đồng hồ, người ta lại phải chích cho tôi một mũi codeine để cho tôi dịu đau bớt và áp dụng phương pháp kéo và trị liệu như cũ. Tôi cảm thấy thời gian ngày càng lê thê khi tôi cứ phải nằm trên giường, chân buộc những vật nặng để kéo các bắp thịt ở xương sống giãn ra
khỏi gây tác dụng lên những sợi thần kinh của tôi. Khi tôi rời nhà thương, bác sĩ dặn Fran, vợ tôi, cứ tiếp tục chữa trị cho tôi ở nhà bằng cách xoa bóp, chườm nước nóng và chích thuốc. Dần dần, tôi trở nên lệ thuộc vào thuốc codeine chích cho tôi hàng ngày, mà lúc đó tôi không hề biết. Người cố vấn bảo hiểm của tôi khuyên tôi nên đòi công ty bồi thường cho tôi về thời gian nghỉ việc và thuốc men. Ông ta thảo luận với các bác sĩ và họ ấn định mức độ tàn phế vĩnh viễn của tôi là 63%. Điều này làm cho tôi kinh hoảng, vì cho đến bây giờ, tôi vẫn cứ đinh ninh là mình bình phục. Ý tưởng bị tàn tật phân nửa khi còn quá trẻ thật là khủng khiếp cho cuộc sống tình cảm của tôi không kham nổi. Tôi bắt đầu tuyệt vọng. Nhưng không làm gì hơn được. Các bác sĩ bảo tôi là họ có thể giải phẫu. Nhưng các cuộc khám nghiệm cho thấy kết quả sau khi mổ có thể 10 phần thì tôi sẽ bị tê liệt vĩnh viễn 8 phần. Tôi bảo là dù sao vẫn còn hơn, vì sự nhức nhối không thể nào chịu nổi. Và bề nào tôi cũng vẫn không vận động được. Xin vui lòng tìm cách chữa cho tôi. Các bác sĩ chỉ còn cách bảo tôi hãy đợi mà thôi. Luật sư của tôi nạp đơn kiện. Ủy ban tai nạn kỷ luật chấp thuận bồi thường tạm cho tôi về sự thiệt hại về đôi chân và viễn tưởng của cuộc đời luôn bị cơn đau hành hạ. Lúc bấy giờ, tôi chỉ có thể đi được bằng cách chống gậy mà thôi. Thời gian lần lượt trôi qua, hết ngày này qua ngày khác. Sự nhức nhối càng ngày càng tăng, đến nỗi tôi cảm tưởng không thể nào chịu đựng hơn nữa. Càng ngày, tôi ra vào bệnh viện thường xuyên hơn và càng trông cậy vào sự tăng thêm phân lượng thuốc men mỗi ngày. Đời sống gia đình của tôi càng ngày càng bê bối. Tội nghiệp cho Frank, nàng cố hết sức nhẫn nại với tôi. Sau một thời gian dài nằm nhà thương, tôi lại về nhà, trông mong nàng giúp tôi điều trị như thường ngày tại bệnh viện. Chưa kể việc nàng còn hai con nhỏ, một căn nhà phải trông nom và một ông chồng bệnh hoạn, cao có, đòi hỏi. Phần tôi chỉ có thể lê chân, từ giường đến ghế trường kỷ, kêu gào đòi chích thuốc. Đôi lúc vợ tôi không chịu đựng nổi, tôi nghe nàng chạy vào buồng tắm, đóng cửa đánh sầm lại và nức nở cách đau khổ, tuyệt vọng. Chúng tôi có một căn nhà thật đẹp do chính tay tôi xây cất. Tuy nhiên nó đã trở thành nhà tù đối với tôi. Tôi muốn nguyền rủa nó, nguyền rủa vì căn phòng khách xây chìm xuống, khiến tôi phải bước lên hai bậc thềm mới có thể đi vào phòng ăn hay phòng tắm. Các con tôi, Maria và Lisa, nài nỉ tôi chơi với chúng. Nhưng tôi không tài nào giữ chúng ngồi yên trên đầu gối tôi, huống hồ là bế chúng. Nhiều lần, tôi bị ngã và không tài nào đứng dậy. Người láng giềng của tôi bảo rằng mỗi khi thấy bé Maria chạy băng qua đường, anh ta đều hiểu ngay là phải chạy đến nâng tôi dậy. Tôi càng ngày càng thấy chán nản và tuyệt vọng. Chúng tôi đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, nhưng vị nào cũng như nhau. Các bắp thịt và những sợi gân đã bị đứt rời ra, và khi chúng liền lại, chúng đã chèn ép các sợi dây thần kinh. Bất cứ một sự vận dụng hay cử động nào của bắp thịt đều gây đau đớn vô cùng và đôi khi tê liệt ngay tức khắc. Ban đêm còn đau khổ hơn ban ngày nữa. Vợ tôi bảo rằng khi tôi ngủ, tôi rên siết suốt đêm. Nhiều đêm tôi thức suốt đến sáng, chống gậy đi quanh nhà trong bóng tối để cho đỡ đau. Thuốc càng ngày càng bớt công hiệu và ít ra cũng đã có một lần tôi uống rượu và say khướt, mong trấn áp được cơn đau. Tôi không hề biết, và thật ra dù có biết,
tôi cũng không cần. Rằng rượu và thuốc lẫn lộn với nhau rất có thể khiến tôi chết bất đắc kỳ tử. May là lần ấy, nhờ buổi tối tôi ăn cơm thật nhiều và thức ăn đã hấp thụ được thuốc, cứu tôi thoát chết. Tôi cho rằng hầu hết mọi người tuyệt vọng đều quay về với Chúa như là phương sách cuối cùng. Nhưng tôi là một người có óc bướng bỉnh đối với tôn giáo. Hồi còn bé, tôi đã từng bị ép buộc làm trái với ý thích, cho nên bây giờ tôi chống đối lại mọi điều gì thuộc về thần linh. Ngay cả lúc bị đau đớn, tôi cũng chế nhạo những người nào bảo sẽ cầu nguyện cho tôi. Tôi là một người chủ thầu cứng rắn, thô lỗ, không chấp nhận thái độ ương hèn, ủy mị. Tôi cho đó là một sự nhu nhược. Tôi có thể tự lập lấy một mình. Nhưng thật ra tôi không tự lập. Tôi đang nhờ cậy vào thuốc men. Bác sĩ của tôi bảo với tôi: "Anh Fred ơi, tôi phải tập cho anh cai thuốc codeine mới được. Lần thử máu vừa qua cho thấy là anh đã đến độ nghiện rồi." Tôi nài nỉ bác sĩ cho tôi được dùng thuốc. Tôi van xin: "Có nghiện cũng chẳng sao, nghiện hay không nghiện có khác gì nhau đâu. Tình trạng tôi tuyệt vọng rồi mà." Bác sĩ đồng ý cho tôi được tiếp tục, có lẽ chỉ vì thương hại. Chỉ có Chúa và Friend biết rõ tôi khổ sở là dường nào. Sau đó vào tháng Chạp năm 1966, Friend phải trải qua một cuộc giải phẫu. Cho đến khi nàng rời nhà thương về nhà, thì thể xác và tình cảm của tôi hoàn toàn gãy đổ. Đêm đầu tiên, mặc dù sức còn yếu, vợ tôi vẫn còn lo nấu cơm tối và bằng lòng dọn dẹp nhà bếp. Chưa bao giờ tôi tìm cách rời phòng ăn ra phòng khách một mình vì cớ hai bậc thềm. Nhưng đêm đó, tôi lần mò rời nhà bếp để đi xem vô tuyến truyền hình. Tuy nhiên tôi đã không thành công. Khi tôi bắt đầu đặt chân xuống bậc thềm, chân tôi sụm xuống. Nó sụm xuống một cách thình lình không ngờ được và tôi chúi mũi xuống nền phòng khách, lăn lộn đau đớn vô cùng. Maria kêu cứu mẹ ầm ĩ. Fran đứng trên bậc thềm cao, một tay bụm lấy miệng để ngăn tiếng thét. Nàng chạy đến cạnh tôi nhưng không đủ sức nâng tôi dậy. Chưa bao giờ tôi bị đau đớn như thế. Tôi nghe tiếng nàng loay hoay với máy điện thoại, tìm cách gọi người hàng xóm. Nhưng trong cơn hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, nàng không nhớ được con số. Nàng vụt chạy ra đường, đóng cửa đánh trầm, kêu cứu người hàng xóm. Người láng giềng cùng với ba con của ông chạy đến, nâng tôi đặt nằm trên trường kỹ. Tôi toát mồ hôi, lạnh cả người, và mỗi khi cử động, tôi run rẩy và cào thét lên đau đớn. Friend gọi điện cho bác sĩ. Ông ta nhận ra ngay tiếng vợ tôi, vì trước đây nàng đã gọi ông ta nhiều lần. Ông bảo: "Bà nên đưa ông đến nhà thương ngay." Lần này tôi phải nằm nhà thương mất 7 tuần lễ. Đêm Giáng sinh, bác sĩ cho phép tôi về nhà 24 tiếng đồng hồ và bảo: "Anh nhớ bước chậm rãi và đừng leo lên bậc thềm nào cả, kẻo lần này là lần chót." Chúng tôi tổ chức lễ Giáng sinh tại nhà mẹ tôi, trong gian đẩy xe hơi, để tôi khỏi phải leo thềm vào nhà. Ngày hôm sau là chính lễ, Fran phải bỏ bữa tiệc của nàng để đưa tôi vào nhà thương. Vì khi ngồi lại bàn tiệc, tôi đã bị ngã và không đứng dậy được. Về sau, Fran kể lại cho tôi biết là các con tôi đã khóc suốt ngày hết nước mắt. Cho đến cuối tháng 2, khi tôi thực sự ra khỏi bệnh viện, bác sĩ bắt tôi đeo một sợi dây treo quàng ngang vai, buộc chặt quanh hông và lưng. Nhưng xương sống của tôi lại mọc thêm những cục do chất canxium kết tụ lại khá lớn, nên tôi hầu như không thể mang nịch được. Bác sĩ bảo là chỉ có cách mổ mới loại bỏ được chất vôi này mà thôi.
Khi tôi còn ở nhà thương, cứ 4 giờ, tôi được chích một mũi Dimeron. Bây giờ trở về nhà, dùng thuốc trấn thống, tôi thấy không đủ. Tôi đã bị ghiền nặng rồi. Nhưng sự đau đớn quá trầm trọng, nên tôi không cần để ý tới điều đó. Đối với tôi, thế giới này sắp tận chung đến nơi rồi. Trong khi tôi còn ở bệnh viện, thì ở nhà có một việc khác xảy ra. Vợ tôi và người hàng xóm đã nghe chương trình phát thanh của cô Catherine Kuhlman trên đài phát thanh cũ Kim Sơn. Người láng giềng của tôi tặng cho vợ tôi cuốn Tôi tin tưởng vào phép lạ và yêu cầu vị mục sư của họ đến thăm viếng tôi tại bệnh viện. Nếp sống của Fran đã thay đổi. Trước kia, nàng từng được trưởng dưỡng để trở thành một tín hữu công giáo, nhưng không sùng đạo lắm. Nhưng bây giờ, đức tin của nàng đã mạnh lên như một ngọn cỏ bất thình lình tìm được một khe nứt dưới một tảng đá, vươn mình lên để hưởng ánh sáng mặt trời. Khi tôi về nhà, Fran cho rằng chúng tôi phải đáp lễ vị mục sư và dự một buổi lễ của ông giảng. Chúng tôi rất cảm động về tình thân hữu của các tín đồ. Và sau đó nhiều tuần lễ, chúng tôi gia nhập hội thánh này. Sự việc bắt đầu xảy ra, Fran càng ngày càng lưu tâm đến cô Catherine Kuhlman và biết rằng cô sẽ đến giảng tại một bữa ăn trưa ở cựu Kim Sơn. Tất cả vé đã bán hết, nhưng một ngày trước bữa tiệc, người láng giềng của tôi bị đau nên đã trao vé của bà ấy cho vợ tôi. Chiều hôm sau, vợ tôi về nhà náo nức vô cùng. Nàng reo lên: "Chính mắt em đã thấy bao nhiêu người lành bệnh, em đã trò chuyện với một bà bị thương ở lưng, nhưng đã được chữa lành. Anh Fred à, em biết chắc là anh cũng sẽ được chữa lành. 6 tuần lễ nữa, cô Kuhlman sẽ trở lại cụ Kim Sơn và giảng ở đền thờ kỷ niệm tại Nob Hill. Hôm ấy anh sẽ được chữa lành." Tôi nói: "Hoặc là em điên, hoặc là em quá chén rồi." Đúng, nàng đã say. Nhưng lúc ấy tôi chưa hiểu gì về rượu mới cả. Sau đó, mọi người bắt đầu cầu nguyện khẩn thiết cho tôi. Các tín đồ trong hội thánh thăm viếng tôi và bảo rằng họ đang cầu nguyện cho tôi. Tôi tỏ ra lịch sự, nhưng bên trong cười thầm cho sự ngu ngốc của họ. Về sau tôi biết rằng một số tín đồ đã kiêng ăn, thức suốt đêm cầu nguyện cho tôi. Fran trách tôi: "Anh phải biết hổ thẹn chứ. Những người này đã sưng đầu gói vì cầu nguyện, mà anh thì chỉ chế nhạo và cười cợt." Nhưng tôi vẫn chịu sống đau đớn. Luật sư của tôi bảo rằng chúng tôi phải tiếp tục kiện hãng đòi bồi thường vì bệnh của tôi ngày càng trầm trọng. Ông ta bảo tôi: "Trường hợp của chúng ta vững lắm. Tôi tưởng mình nên kiện đòi bồi thường một số tiền lớn và sẽ thắng." Tôi đồng ý. Fran lại có ý định khác. Nàng tin chắc chắn thế nào tôi cũng được chữa lành tại một buổi giảng của cô Catherine Kuhlman. Tôi bảo rằng em phí thì giờ vô ích. Nhưng nàng vẫn tiếp tục. Nàng tìm cách đọc cho tôi nghe sách của cô Kuhlman. Trước khi đọc, nàng bảo: "Để em đọc anh nghe." Rồi sau khi nàng đọc hết phép lạ này đến phép lạ khác, nước mắt tuôn rơi lã chã. Nàng nói: "Kỳ diệu quá phải không anh?" Tôi đùa cợt: "Anh cảm động vì cớ em khóc nhiều hơn là những chuyện thần tiên kỳ cục đó." Nàng bảo tôi: "Ừ, thì anh cứ tiếp tục nghi ngờ đi. Dù thế nào đi nữa, nhất định Chúa sẽ chữa lành cho anh." Fran nói với Maria và Lisa rằng Chúa sẽ chữa lành cho tôi, nên chúng bắt đầu cầu nguyện cho tôi mỗi tối. Một buổi chiều, khi Fran đang đọc sách, các con tôi nô đùa chạy vào phòng, làm nàng đánh rơi quyển sách
nàng mắng chúng. Bay là mẹ mất dấu rồi. Nhưng khi nàng lật sách ra để tìm lại dấu cũ thì chợt đọc thấy câu: Chúa luôn luôn nhậm lời các em gái nhỏ. Lời này thật là linh nghiệm. Từ đó về sau, không có điều gì làm lay chuyển đức tin quả quyết của nàng là tôi sẽ được chữa lành. Tôi bảo, toàn là chuyện nhảm nhí. Không một người nào có đầu óc mà lại mua một quyển sách về chữa bệnh như thế. Nhưng Frank vẫn cứ tiếp tục làm theo ý mình và mua sẵn vé xe buýt để đưa chúng tôi đến nơi nhóm lại. Đúng là dịp cuối tuần mà Frank định ý sẽ đưa tôi đi dự buổi giảng của cô Kuhlman. Tôi đã hẹn với một vị y sĩ mới chuyển về, giải phẫu thần kinh để vào bệnh viện khám nghiệm lại. Lần này tôi đã năn nỉ xin họ giải phẫu cho tôi, dù rằng điều đó có thể làm tôi sẽ bị tê liệt. Tôi chịu làm bất cứ điều gì để được hết đau. Frank bảo tôi, anh Fred à, em van anh hoãn lại một tuần lễ nữa đi. Anh cần phải dự buổi nhóm của cô Catherine Kuhlman mới được. Anh không thể yêu cầu bác sĩ hoãn lại cho anh một tuần à. Nếu anh muốn, anh có thể vào nhà thương ngày thứ hai sau buổi nhóm. Anh hãy hoãn lại đi mà. Tôi trả lời, bác sĩ sẽ cho anh là thằng khùng. Em không thể thu xếp những chuyện như vậy theo sự thuận tiện riêng của em được đâu. Bác sĩ cần phải khám nghiệm mới được. Vợ tôi hết năn nỉ đến dọa dẫm, hết khóc lóc đến kêu gào. Nàng dùng mọi phương cách của phụ nữ để khiến tôi thay đổi ý kiến đi dự buổi nhóm. Tôi bảo, Fran à, em không biết gì cả. Hãng đã tốn cho anh 28.000 Mỹ Kim tiền bác sĩ rồi. Bây giờ họ chấp thuận cho anh lần này nữa. Anh không thể hoãn được. Nhưng rồi tôi phải nghe lời vợ tôi. Tôi không tài nào tỉnh trí được trước sự cương quyết của nàng. Đó là một quyết định mà tôi sẽ tạ ơn Chúa suốt đời. Chúa Nhật sau đó, chúng tôi lên một chiếc xe tồi tàn cũ kỹ nhất tôi chưa hề thấy. Khi chúng tôi ngồi vào những chiếc nệm rách tơi tả, tôi bảo cách mỉa mai, thế này mà gọi là xe buýt à? Frank trả lời, em xin lỗi anh, nhưng rồi anh sẽ thấy nó đáng giá anh à. Khi xe chạy qua những khúc đường gồ ghề, tôi có cảm giác rõ rệt là người ta đã gỡ hết tất cả các lá nhíp và lò xo của chiếc xe. Ghế dường như lắp thẳng vào các trục bánh xe, và mỗi lần xe xóc là mỗi lần tôi thấy như có những dòng điện nhức nhối truyền qua xương sống. Tôi nhìn Frank, mẹ kiếp, anh chàng tài xế này cứ cố ý cho xe chạy vào các ổ gà hoài. Fran rơi lệ và nói, anh Fred à, giá như em không biết chắc là chiều nay anh sẽ được chữa lành thì em đã bảo bác tài cho chúng ta xuống ngay đây. Nhưng em biết chắc là anh sẽ được lành. Tôi ậm ực trong cơn đau đớn, làm sao em biết được, có gì khiến em quả quyết như thế? Em không biết, em chỉ tin nơi Chúa và cảm xúc biết Ngài muốn anh được lành bệnh. Em cầu xin điều này từ lâu, và các con cũng thế. Như anh biết, cô Kuhlman nói là Chúa luôn nhậm lời cầu nguyện của các em gái nhỏ. Em còn cầu xin Chúa cho anh được lành bệnh ngay lúc khởi sự nhóm, để em có cơ hội thưởng thức phần còn lại. Tôi ngồi yên lặng, nuốt giận và nén đau trong khi chiếc xe cà tàn cứ lắc lư chạy. Frank lại lên tiếng chậm chạp lựa lời. Anh Fred à, em tin chắc rằng anh sẽ được chữa lành nên em đã nhờ má trông coi các con đêm nay để mình ăn mừng. Em nói cái gì? Tôi giận dữ, tật lải nhải của nàng đã là quá lắm rồi, nhưng thế này thì tôi không còn chịu nổi nữa. Nhưng nàng đã cúi đầu và môi nàng đang mấp máy cầu nguyện thầm. Có ích gì cơ chứ? Tôi thầm nghĩ. Thôi lỡ rồi, tốt hơn hết là chịu đựng vậy. Nhưng chẳng bao giờ tôi để cho việc này xảy ra lần thứ hai đâu. Ước gì lúc đó
tôi có thể nhìn vào trong tương lai, chỉ một giờ đồng hồ mà thôi, và có thể biết được Chúa đã để dành những gì cho tôi. Nhưng tôi bị trói buộc bởi những sự hiểu biết hạn hẹp và thiếu đức tin. Do đó, bị giam hãm trong nhà tù của sự kiêu ngạo và tự ái do chính tôi tạo ra. Chiếc xe buýt đến nơi vừa đúng lúc cửa thính đường mở rộng. Khi xuống khỏi xe, phần dưới thấp không còn lấy một chỗ ngồi. Một người bạn của Friends giúp nàng đưa tôi lần theo thang lầu cao lên tận tầng bao lơn chót. Một người bạn khác, tín đồ thuộc cùng hội thánh, thấy chúng tôi đã đứng dậy nhường chỗ cho tôi. Tôi cẩn thận đặt mình ngồi xuống ghế, nhăn nhó vì đau đớn. Friend thì đứng tựa vào tường hành lang bên cạnh tôi. Ban hợp ca vừa chấm dứt bản nhạc cho cô Kuhlman xuất hiện trên bục giảng. Cô mặc chiếc áo màu hồng và vẫy tay chào đáp lại khán giả đang hoan hô cô. Rồi cô cất tiếng hát, yêu cầu hội chúng hát theo. Mọi người quanh tôi đều hát tất cả trừ ra chính mình tôi. Tôi tự hỏi, cô này tự cho mình là gì cơ chứ? Một nữ truyền đạo à? Mình là một thằng ngốc nhất đời mới lâm vào một trường hợp như thế này. Trong khi buổi nhóm tiếp tục, nhiều người bắt đầu đi lên tòa giảng, làm chứng rằng mình đã được chữa lành. Đây là một thứ ảo thuật gì vậy? Nhất định không thể nào những người này đều là giả dối cả được. Ngay lúc đó, cô Kuhlman đứng dậy và chỉ tay về phía bao lơn. Có một thanh niên ở trên bao lơn kia vừa được Chúa chữa lành vết thương ở xương sống. Anh ấy đang ngồi một chỗ nào đó trên bao lơn cao nhất. Tôi không biết anh ấy là ai hay đang gặp những khó khăn gì. Tuy nhiên, anh vừa được chữa lành vết thương ở xương sống. Hãy đứng dậy đi, anh hãy đứng dậy và thừa nhận sự chữa lành cho anh đi. Friend bắt đầu thúc vào hông tôi. Fred, chính anh đấy, cô ấy đang nói về anh đấy. Đứng dậy đi. Tôi lắc đầu và cố rút mình sâu xuống ghế. Nhưng một trong những người cộng tác với cô Kuhlman đã đi lên hành lang và nghiêng mình nói với tôi. Tôi tưởng là cô Kuhlman đang nói với anh đấy. Anh không bị thương ở xương sống à? Tôi nhìn bà ấy cách lãnh đạm. Bà ấy hỏi tôi, tại sao anh không tin cậy nơi Chúa Giê-xu và đứng dậy? Tôi muốn lắc đầu, nhưng có một quyền năng màu nhiệm lạ lùng nào đó đã buộc tôi đứng dậy. Tôi giơ tay, định chống vào thành ghế để đứng lên. Nhưng bỗng thấy mình không cần dùng sức của đôi tay nữa. Tôi có thể đứng một mình. Và nỗi đau đớn, sự nhức nhối đã biến mất. Tôi vươn mình và chậm chậm uốn mình ra phía trước và sau. Người nữ thành viên mời tôi bước ra hành lang và uốn mình theo tứ phía. Tôi không thể nào ngờ được điều ấy. Sự nhức nhối hoàn toàn biến mất. Lưng tôi trở nên dịu dàng và có thể cong lại được. Tôi quay lại định nói vài lời với Friend, nhưng nàng đang thổn thức. Anh Fred, ngợi khen Chúa. Nàng chỉ nói được có chừng ấy. Thật không thể nào ngờ, tôi đâu có cầu nguyện. Tôi cũng chẳng có một chút đức tin. Tôi đã mỉa mai, cười nhạo những việc đã xảy ra. Thế mà thình lình và vô duyên cớ, tôi được chữa lành cách lạ kỳ. Người nữ nhân viên khuyên tôi, anh đi lên, đi xuống dọc hành lang này đi. Không những thế, tôi bắt đầu chạy xuống rồi chạy lên. Mọi người trên bao lơn nhìn tôi, một số đưa tay lên cao ngợi khen Chúa. Tôi không để ý đến họ, tôi đã được lành. Người nữ nhân viên hỏi, anh có muốn lên bục giảng với tôi không? Tôi bắt đầu đi xuống bậc thang, không đợi bà ấy cùng đi. Tôi vụt chạy, đến nấc thang chót,
tôi quay lại chạy lên, nhảy từng ba bậc một. Quả là sự thật, dù chân tôi có nện mạnh trên sàn nhà vì chạy nhanh, tôi cũng không thấy đau đớn. Tôi lại chạy trở xuống, vừa nhảy vừa lắc lư để thử xương sống. Tôi có cảm tưởng như chưa bao giờ bị thương, không đau đớn, không khó chịu và cũng không thấy một chút ngượng ngập nào cả. Chúng tôi lên tòa giảng và cô Kuhlman trông thấy, chìa tay ra bắt tay tôi. Tên anh là gì? Anh đã được lành bệnh chưa? Tôi chưa bao giờ có thể nói trước công chúng, nhưng chiều hôm ấy, tôi đã đứng trước hàng ngàn người thuật lại những điều đã xảy ra cho tôi. Mọi người đều vỗ tay hoan hô. Khắp cả thính đường, tôi có thể nghe thấy tiếng người ta ngợi khen Chúa. Tôi cũng cảm thấy mình thốt lên: "Ngợi khen Chúa, tạ ơn Giê-xu, tạ ơn Ngài." Cho đến khi tôi nhận thức được thì quyền năng của Chúa giáng trên tôi. Tôi nằm sải trên sàn nhà. Tôi, một kẻ hoài nghi, đã được chữa lành. Đêm ấy, Friend và tôi đã ăn mừng và chúng tôi vui vẻ làm sao. Trên đời này, không có ai vui mừng hơn hai chúng tôi cả. Sau đó, chúng tôi về nhà mẹ tôi để đón con. Suốt 3 năm trường, đây là lần đầu tiên tôi có thể bế chúng. Mẹ tôi kêu lên: "Fred, coi chừng cái xương sống của con." Tôi chỉ cười. Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trước đây gần 1 năm, khi tôi vẫn còn làm việc bán thời gian, ngón cái tay phải tôi đã bị kẹp giữa một tấm ván dày và chiếc xe. Ngón tay tôi bị dập nát từ gốc ra đến đầu ngón. Các xớ thịt đều bị rách nát hết, chỉ còn trơ ra đầu xương. Các bác sĩ đã chế tạo một đầu ngón tay giả bằng silicone rồi gắn vào cho tôi và lấy da ở cánh tay trên của tôi ghép vào bọc lại. Họ bảo tôi: "Cái này chỉ làm đẹp thôi. Tất nhiên ngón tay anh sẽ không bao giờ cử động hay có cảm giác vì ngón tay chết." Đêm đó Maria và Lisa hỏi tôi: "Ba ơi, Chúa có chữa lành ngón tay cái của ba nữa không?" Tôi cười: "Không con ơi, Chúa mắc lo chữa lưng cho ba." Chúng nó thất vọng nói: "Chúng con cũng xin Chúa chữa ngón tay cái của ba nữa mà. Chúng con tin là Chúa sẽ trả lời việc này nữa." Tôi lấy tay xoa đầu chúng. "Ừ, ba tưởng ba được chữa lành một bệnh là đủ rồi. Vả lại ngón tay cái này là giả kia mà. Các con tin là Chúa có thể biến nó thành thật sao?" Nói thế nhưng tôi có cảm tưởng là chúng tin như vậy. Chúng tôi quyết định cùng đi với một số bạn bè đến nhà thờ để làm chứng về sự chữa lành của tôi. Buổi thờ phượng tối chắc còn đang nhóm. Trên đường đi đến thành phố, tôi cảm thấy bàn tay phải giật giật một cách lạ kỳ. Tôi nhìn xuống, ngón tay cái của tôi đang động đậy. Tôi có thể cử động được và có cảm giác ngón tay tôi đã sống lại rồi. Các con tôi reo lên: "Ồ ba ơi, Chúa nhậm lời chúng con rồi phải không ba?" Đúng như vậy, 2 ngày sau, tất cả các chất vôi kích động nơi xương sống tôi biến mất. Các chỗ gồ và sưng lên không còn nữa. Từ đó trở đi, tôi có thể làm bất cứ một công việc gì. Hôm sau, tôi điện thoại cho luật sư của tôi và bảo: "Tôi đã được chữa lành rồi, ông có thể rút đơn kiện đi." Tôi nghe ông hét to tướng trong máy điện thoại: "Cái gì? Anh đùa hay thật đấy?" Tôi trấn tĩnh ông ta: "Tôi không đùa đâu, tôi đã được chữa lành thật đấy, lưng tôi không còn đau nữa." "Khoan anh, chớ vội khoe, anh hãy đến văn phòng tôi lập tức và chúng ta sẽ bàn kỹ với nhau. Nhớ đừng nói cho ai biết gì cả nhé." Tôi đồng ý, nhưng không đủ can đảm cho ông ấy hay là hôm trước.
tôi đã thuật cho hàng ngàn người nghe về việc này. Ông ta cố thuyết phục tôi rằng đây chỉ là một trường hợp thuyên giảm cơ thể tâm lý. Ông bảo tôi, anh cứ về, đợi vài tuần lễ, khi nào mọi việc trở lại bình thường, cơn đau tái phát, chúng ta sẽ tiếp tục vụ kiện. Tôi cãi, vô ích, lưng tôi lành rồi. Ông ta la lên, không thể như thế được, làm gì có cái chuyện một đêm sáng ngày lưng hết đau ngay bao giờ. Tôi từ giã, bỏ mặc ông ta trong tình trạng xúc động. Ông cứ nhắc đi nhắc lại là tự nhiên trong vài tuần anh sẽ thấy như cũ cho mà xem. Bị đau đớn suốt 3 năm rồi, bây giờ tôi không muốn trở lại tình trạng đó nữa. Tôi đã được chữa lành, và điều này tiền bạc không thể mua được. Tuần lễ sau, Friend và tôi đi du ngoạn, lần đầu tiên kể từ 3 năm nay. Chúng tôi lái xe trên hồ Tahoe để trượt tuyết. Trước kia tôi luôn luôn thích trượt tuyết, nhưng chúng tôi đã tin là chẳng bao giờ chúng tôi có thể trượt nữa. Friend và một số bạn hữu, những người đã khẩn thiết cầu nguyện cho tôi, đứng trên đỉnh đồi, còn tôi thì ngồi trên một cái ruột xe hơi, duỗi chân trượt dài xuống sườn đồi. Tôi trượt thật nhanh, đến nỗi khi bị chạm vào mô đất, tôi bị bắn tung người lên trên không, lộn vòng, đầu đập vào một cái cây. Khi tôi lờm cờm bò dậy và rũ tuyết ra khỏi tai, tôi nghe tiếng Friend hét to từ trên đỉnh đồi, ngợi khen Chúa. Tôi vừa hồng hộc thở, vừa mỉm cười nói thầm, Amen. 3 tuần sau, khi tôi mặc áo vest để đi nhà thờ, tôi cho tay vào túi. Tôi đã hoàn toàn quên hẳn ma túy. Suốt cả thời gian này, tôi không hề nghĩ đến nó. Tôi bọc nó đi đến buổi giảng tại Nob Hill vì tin rằng mình sẽ phải uống nó trước khi nhóm xong. Nhưng sự chữa lành của tôi đầy đủ, trọn vẹn. Tôi biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ phải dùng thuốc nữa. Tôi bắt đầu làm việc lại vào tháng 6. Từ ấy đến nay, tôi đã từng té thang, lưng tôi bị va bình bịch đến nỗi nếu là người thường sẽ bị tê liệt. Nhưng lưng tôi dường như làm bằng sắt vậy. Tôi khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Một số bạn hữu tôi hơi ngạc nhiên khi thấy tôi trở về nghề cũ là kiến trúc. Họ tưởng rằng tôi sẽ trở thành một mục sư hay giáo sĩ. Nhưng tôi vẫn là chú Fred Burdick ngày xưa. Tôi yêu mến Chúa với cả tâm hồn tôi và chẳng bao giờ bỏ qua một cơ hội nào để thuật lại cho các công nhân hay thân chủ của tôi về điều Đức Chúa Trời đã làm cho tôi. Không ai biết ơn Chúa bằng tôi cả. Tôi vẫn còn là một nhà thầu kiến trúc hăng say. Tôi dành hầu hết thời giờ của tôi làm việc chung với những người tầm thường, thô lỗ, thợ hồ, thợ lợp nhà, thợ mộc và thợ ống nước. Tôi không phải là mục sư. Tôi không phải tìm cách tỏ vẻ sùng đạo hay theo đạo. Tôi chỉ biết rằng đã có lần tôi bị sụi, vô hy vọng, mà bây giờ tôi đã được lành. Và chính Chúa đã làm điều đó cho tôi. Việc người ta cho rằng đáng lý tôi phải đi truyền đạo hay làm một việc gì đã có lần làm cho tôi hơi bối rối. Mãi đến khi đọc thấy những câu chuyện trong Kinh Thánh chép về Đức Chúa Giê-xu chữa lành cho một người ở xứ Gê-ra-sê, tôi mới an tâm. Người này muốn theo Chúa, làm một sứ đồ, nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi. Mác đoạn 5 câu 19. Và tôi đã thực hành như vậy. Đêm đến, sau một ngày nhọc nhằn vì công việc, không gì có thể làm tôi cảm động bằng lúc ngồi vào bàn ăn, nghe bé Lisa cúi đầu và cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã chữa lành cho ba của chúng con. Lisa không bao giờ quên, và tôi cũng vậy.